chào anh em mình là kính cận đây chúng ta mình đây là cái chiếc điện thoại cục gạch với cái mức giá rẻ 650k mà anh em vẫn có thể xem được youtube online luôn và tuy nhiên thì cái tính năng chính mình muốn chia sẻ với anh em là khi anh em mua máy về khi anh em mở lên thì có phần cái cô trợ lý này nè thì cô đang đọc hướng dẫn và mình thấy cái này hay cho nên mình hướng dẫn nếu mà máy nào anh em chưa bật thì anh em có thể bật lên để xem là người nhà ba mẹ hay là ông bà lớn tuổi dùng có quen nếu quen thì để còn nếu không mình tắt tính năng này nó hay cái là vậy khi mà các bạn để tiếng Việt thì mình cũng nói thêm là cái tiếng Việt có những từ nó đọc hơi lớn lớn nó không chính xác bằng tiếng Anh tuy nhiên thì nó có điểm cộng là ví dụ như mình đang ngồi nhà mình đang lớn tuổi mình không thấy đường rõ thì nhấn nhấn tức anh em nhấn tới đâu thì nó sẽ đọc tới đó đó thì để mình biết là mình nhấn chính xác hay không hay là có người gọi đến ví dụ như ba mẹ gọi đến thì nó nếu mà anh em đã lưu tên thì nó đọc tên cái người gọi đến để cho mình biết luôn còn nếu mà không có lưu tên thì nó sẽ đọc số ở cái số gì đó đang gọi đến bạn để mình hay nó giống như là một cái chung thông báo thôi giống như là một cái cô trợ lý nó bên cạnh mình để nhắc nhở mình khi mà mắt mình yếu Và nhấn tới đâu thì cô trợ lý đọc tới đó còn mình nghĩ Đấy tính đoạn, năng này có thể là dùng đoạn, cho người lớn người già thôi chứ còn anh em trẻ thì nhiều khi mở ở quán đánh, cà phê đánh, hay nơi làm việc thì mở đọc gì nó phiền có nhà mình cũng đâu có ai đâu có ông bà gì đó thì bấm gì nó đoạn, cũng hay đó thì mình có thể là mình đoạn, mình đoạn, bật đoạn, lên đoạn, đó nên thấy không? Lặp lại thức thức. chuông thức thức mới. Đó, thì cái đó là mình đang bật nè, khi mình em mua về anh em khởi động lên nó đã bật sẵn rồi. Còn nếu anh em muốn bật hoặc là anh em không muốn bật anh em tắt thì mình hướng dẫn đầu tiên từ cái màn hình chính đây, từ cái màn hình menu nè. Và anh em vào đây. Vào đây là cái phần cài đặt nè anh em. Đó, anh em vào đây phần cài đặt và anh em kéo, kéo vô đây là cái phần hệ thống nè. Rồi anh em kéo xuống cho mình. Đó gần Nhạc cái dòng tập. cuối nè có cái phần đọc to, to nè anh em có phần đọc to đúng không phần đọc to bấm vô dòng đây rồi giọng nói là đây đang bật nè anh em tắt đi tập. rồi tắt rồi anh em ok không anh em thì mấy hôm nay mình test để mình chia sẻ cái điều này cho nên mình bật thôi nhưng mà bật thì với người trẻ như mình thì mình sẽ không bật tại vì phiền như khi ở ngoài nơi công cộng hay là quán cà phê mình đang mua cà phê mà có điện thoại gọi đến gọi đến thì nó đọc hoặc là mình đang bấm cái danh sách menu này nó cứ đọc hoài thì nó phiền nó ồn mọi người thôi nhưng mà rõ ràng ở nhà mà có ông bà thôi đâu có ai hay ba mẹ thôi đâu có ông ngoài công cộng quán công cộng đâu mà phiền mọi người nên bật cái đó nó cũng hay dù có ai gọi đến thì nó báo là có con gọi đến hay là cháu gọi đến gì đó thì cái đó là cái một cái tính năng mà mình thấy nó cũng là một cái giá trị cộng thêm để mình chia sẻ với anh em anh em thấy mà thử để ông bà hay ba mẹ dùng nếu mà tiện thì mình để còn không tiện thì mình cứ tắt đi thôi đó là một cái điểm mà mình chia sẻ lưu ý cho anh em thì cái tính năng này thì một số máy của nokia trước đây cũng có có máy có thì máy không nếu mà có thì anh em thử bật đi mình thấy nó hay cái đó đó ví dụ ở nhà thì ba mẹ có con gọi thì nó báo là con gọi gì đó thì ba mẹ biết để ba mẹ cần nghe máy còn thí dụ như số lạ hay gì đó thì có thể là không nghe máy số mấy số spam gì đó thì mình có thể là không nghe máy thì đó là một cái điểm nhỏ thôi nhưng mà mình nghĩ nó cũng hay ho trên cái chiếc điện thoại cục gạch với cái mức giá mà 650